Thôi rồi chị, em lo nút băng hay xong đây chị. À, hàng em chị giao cho shipper chưa? Dạ.
Tưởng chưa thì em đi ngang qua em lấy luôn được. 15 phút nữa. 15 phút nữa hả? Dạ. Em chỉ hỏi dạ. Mấy nó gần nhà chị không bị nói chiếu, đang muốn thử ước chơi chứ hả? Dạ 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 dạ, hết chi nhận nha. Dạ chị ông bánh như Phương nghe, như cái Phương á. Dạ dạ em biết rồi. Dạ ok ok chị hỏi thử. Dạ. Bà lo nặng bụng cho bà cô giáo lên mà bà hỏi là ủa mợ em có dùng kim không? Chị tưởng mô là không có cảm giác là kim đâm đâu, tưởng mô dùng cái cây nặng bụng nữa chứ. Cây mà lo nặng yên. Cây này xuống quảng cáo dữ lắm nè. Có hai video rồi mà đang lo mà cái mặt của ba đi nặng bụng là không bao giờ nặng trong một lần mấy cái trơn á, khi mà không phải nặng qua lần sau thì tất nhiên không mà hết được một nhiều mà chúng ta bên mình làm mất tâm quá nhiều mà nó làm sao còn mình làm hết. Tập kiểu chi mà mỏi rất là nặng mụn được không đó Cali? Không phải, ý là ngày hôm qua phải đi dắt Cali đi tập cái tạ vậy à. Chứ bình thường tập nhẹ ổn hả? Hôm qua phải dắt đi tập tạ thử nên không bị gì chứ e tay mà nếu mà không nặng được thì nhớ rồi nó để mấy đứa nặng thì đừng có để biết rồi nhưng mà cái lực mình sẽ nặng không ok bạn mà mất công. Quay thì không nói. Tiếng Nguyễn Phi Phương đúng không?
câu mà hôm nay mà thấy giá bả xe 50% luôn. Thôi 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 thôi. Chào bà đồ. Mình vền mỡ, nhiều người mỡ thêm là thành ra đông.